Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ nhóm thanh thiếu niên trú trên địa bàn có hành vi chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn vào tối ngày 30 tháng 9 vừa qua. Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với Trần Hoàng Thành, 16 tuổi, cùng trú trên địa bàn, nên Võ Huỳnh Tiến, 17 tuổi, có hẹn Thành vào 9 giờ tối ngày 30 tháng 9 đến đường Đinh Thị Vân để giải quyết. Tiến chuẩn bị hung khí, rủ thêm hai thiếu niên khác cùng tham gia. Theo thông tin nắm được, Thành cũng rủ thêm một người anh để đi gặp nhóm của Tiến. Đến thời gian hẹn, Tiến thấy ít người quá nên bảo cả nhóm ở nhà mình chơi, không ra điểm hẹn nữa. Qua nắm thông tin, Công an quận Thanh Khê đã mời nhóm của Tiến về cơ quan làm việc, thu giữ tại một bãi đất trống trên địa bàn ba thanh kim loại có gắn dao và chích điện tự chế. Vụ việc hiện đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục mở rộng điều tra và mời làm việc các đối tượng có liên quan.